và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Mr. Thắng. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi một cái game mini game thôi, đó là Machinarium. Game nói về một cái thế giới mà toàn là robot thôi. Rất là hay nha các bạn, đây là thể loại game mà mình cũng rất là thích. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái hành trình của chú robot tội nghiệp. Ok, play new game nha. Cái này mình chơi mới khúc đầu, mới có giai đoạn đầu thôi, nhưng không có đáng kể, cho nên là play new game thôi. Đây. Đó, các bạn có thể thấy là ở đây có nguyên một cái thành phố. Thành phố robot đó các bạn. Đây. Đó, bay ra một con robot. Bay thẳng vào cái bãi rác. Đó. Đấy, nó đổ rác đó các bạn. Ok. Các bạn có thể thấy thế giới này rất là tồi tàn nha các bạn. Toàn là đồ điện tử thôi. Toàn là robot không à. Ok. Nó nói click here. Rồi chúng ta sẽ click chuột vào đây. Đây là một cái bộ phận của con robot, nhân vật mà chúng ta sẽ chơi trong suốt cái hành trình này. Và đây là cái đầu của nó. Thấy không? Robot rất là xinh luôn. You can click and interact. What the fuck? Item. Mình vừa hỏi con chuột về cái cánh tay và cái phần cái chân của mình bị mất. Nó đòi con chuột. Ok. Mình hỏi nó về cái cánh tay và cái chân mà con robot của mình á, nó bị mất á, thì nó đòi cái con này nè. Cái con này nè các bạn. Mình sẽ kéo lên thì mình lấy. Ok. Tao sẽ lấy cho mày thôi bạn ơi. Đây. Ok, mình sẽ lấy. Cho mày con chuột nè, con gấu, con chuột nhồi bông. Lại đây, tao sẽ cho mày nè. Đó, mình sẽ đưa nó con chuột này. Nó tha cái giò cho mình. Khốn kiếp không. Rồi làm gì đây? Chúng ta sẽ lấy cái 500. Rồi chúng ta sẽ lấy thêm cái sợi chỉ này. Trời ơi, nó nuốt à. Nó nuốt vô như là ăn mì sợi vậy. Something you can combine two items in the inventory. Nó nói mình có thể kết hợp hai cái món đồ lại với nhau. Đó. Làm sao để qua đó đây? Nè, qua bên đây nè. Chúng ta sẽ dùng chuột để tương tác với những cái đồ vật trên đường đi của chúng ta nha. Có cái cánh tay của mình ở dưới này nè. Rồi chúng ta sẽ thảy cái dây này lên đây. Cái gốm không? Nó móc trong họng nó ra. Ghê. Quá chuẩn. Anh ấy quăng quá chuẩn luôn. Thì ra là chúng ta sẽ câu cái cánh tay của con robot này lên. Đấy. Vậy là robot của mình đã đủ bộ rồi đó các bạn. Trời, con nó đi là trời đất rồi, mẹ ơi, có cờ. Nó chạy vào cái thành phố đó. Thì nãy là nó ra thành phố đó bằng cái đường mà coi như là con robot nó đổ rác đó các bạn. Nó chỉ là rác thải thôi, bây giờ nó quay ngược lại cái thành phố rồi nè. Ôi, sao mày dám đá tao hả thằng kia? Ok. Wow. Ok, nó kêu con robot kia thả cái cổng xuống. Thả cái cầu chứ. Con này robot này nó điều khiển cái cầu. Đó, đây chính là cái cửa ngõ để bước vào cái thành phố. Thành phố robot nha. Rồi, mình cũng muốn vào đó. Kêu nó mở đưa cái cầu xuống cho mình đi coi.
nó không cho, coi như là nó cái chủng loại robot của mình nó không cho vô, không kịp. Chúng ta sẽ làm gì đây? Rồi mình lấy được cái nón, quăng mấy cái nón này ra. À, chúng ta đã lấy được cái can, cái xô, cái thùng sơn. Này là thể loại game giải đấu nha các bạn. Các bạn mà không biết đi thì có thể lên mạng xem nha, người ta chơi nhiều lắm. Hình như cái game này nó đã nó ra, nó xuất bản hồi nó được sản xuất hồi năm 2008 hay gì đó, lâu rồi ha. Rồi chúng ta sẽ leo lên để lấy cái bóng đèn ở dưới. Đó, thọt vô. Bước lên. Đó. Chúng ta sẽ hóa trang thành con robot kia để bước vào được cái đường đó. Lấy cái bóng đèn nha. Đó, chúng ta lấy được cái bóng đèn rồi. Chúng ta sẽ kết hợp hai cái này lại thành cái nón, giống như con robot cao cao mới nãy vậy đó. Đó, thấy không? Giống không? Chúng ta đã hóa trang thành công rồi đó. Bây giờ mình sẽ kêu nó mở đưa cái đường đi xuống để mình đi. Ok. Đúng rồi đó, mày đúng chuẩn loại của tao rồi đó. Giờ tao mở cửa cho mày vô nè, để cổng xuống cho mày, cái cầu xuống cho mày đi nè. Đó, mình bước vô rồi đó. Con robot của mình nó ngáo ngáo sao các bạn. Nhìn mặt nó mắc cười. Tiếu tiếu sao á. Ồ, rồi té. What the hell. Lại một câu đấu hóc bó, hóc búa, hóc búa. Hóc bó là thế nào? À, làm gì đây? Này, chúng ta sẽ đi vào cái đường này nè các bạn. Nhưng mà rồi vào bằng cách nào? Nè, ở đây có cái hộp số nè. Quái đản không biết số làm sao mà vào. Ồ. Nè, khi chúng ta không biết thì ok kìa, nó mách lẻo mình nè. Lấy cái này nè, lấy cái cục trên đây nè. Rồi chúng ta sẽ dùng cuốn sách này để hướng dẫn mình đi. Chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi nhỏ ha, mini game của cái game này luôn. Đó là chúng ta sẽ lái cái chìa khóa này đi. Chỉ khi nào cái chìa khóa này về tới đích thì nó mới hướng dẫn cho mình. Chúng ta có thể bắn được nha các bạn. Này giống trò mini game hồi năm xưa mình chơi vậy đó. Bắn chiu 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 chiu. Do hôm gài chơi đi chơi lại có một game mà, cho nên là hôm nay mình muốn đổi không khí một chút nha các bạn. Nếu các bạn thích thì cho một like nha. Tối ngày chơi bully GTA hoài chán chết đi. Đó, chết. Cẩn thận mấy con nhện nha. Mấy nhện dữ dằn lắm á. Nó gài bẫy mình á. Sắp rồi, chúng ta sắp. Ơi. Chúng ta sắp hoàn thành cái đường đi của cái chì chìa khóa này rồi. Bắn liên tục luôn. Yeah, chúng ta đã thắng cái mini game này. Đây là cuốn sách hướng dẫn nha các bạn. Bạn phải thắng cái game này nó mới mở cuốn sách này được. Đấy. Rồi, nó viết bằng cái ngôn ngữ quái gì thế này. Ok.
Đầu tiên là nó kêu mình số 2A. Ok. Rồi mới lên đây lấy cái móc gắn vào. Rồi. Ok. 2A nha, nhớ nha, 2A nha. Rồi nhớ rồi. Nếu các bạn có cái điện thoại chụp hình đó thì hãy chụp lại cái hình này lúc mà ai quên. Lúc mà đưa cái hình hướng dẫn á. Bạn lấy điện thoại chụp hình lại nha. Có gì quên thì mình lấy điện thoại ra mình coi được. Rồi chúng ta sẽ bẻ khóa sang số 2 nè. Chữ A nè. Đó. Cái cây này nó sẽ thọt lên đây. Wow. Game này toàn những câu đố mà sóc sóc không à. Nhảy lên. Đu qua con ơi. Cố lên. Cố lên thanh niên ơi. Mặt ngáo vải. Rồi rồi lấy cái này. Yeah. Oh shit. Bắt đầu mình sẽ đặt cái này ở dưới đường gây. Đó. Chúng ta sẽ lên đây và gắn cái này vào, cái móc này vào cái đầu này. Móc này lúc nó nằm ở đây nè các bạn. Kéo cần. Ồ. Oh. Đó thấy không? Ok. Giờ chúng ta sẽ leo lên đây. Kéo. Chiu. Wow. Quá chuẩn. Rồi tới cái gì nữa rồi. Ờ nhớ lại. Rồi. Nó đang chơi sâu cát. Trời, robot cũng biết chơi nữa. À, nó nhớ lại cái con robot bự này hồi xưa ăn hiếp nó. Khi mà nó đã còn chơi trong nhà trẻ. Phải. Robot mà có nhà trẻ nữa. Không, quải chưa? Leo lên kìa. Rồi, làm quái gì đây? Gạt cái này. Hả? Có giấy nè. Nhảy vô. Rồi cho nó kẹp. Quăng lên trên này. Nè, có đồ lấy nè các bạn. Ok, chúng ta sẽ bấm vô đây. Rồi bó tay giấm cơm rồi. À, tức là chúng ta sẽ cố gắng nhảy vào cái chỗ này. Rồi. Chơi tiếp. Vãi. Chơi game giải đố mà ngu như bò, làm sao chơi đây? Toàn là chơi á, mở sách giải không à. Này là cuốn sách giải nữa các bạn. Giống như sách giải ngữ văn vậy đó. Tập làm văn mẫu vậy đó. Chúng ta bắn liên tục nha các bạn. Bắn liên tục gì để không thôi mấy con nhện gì đó nó cắn mình. Thì cái trò này nó đề cao cái tính sáng tạo của chúng ta nha các bạn. Bắt chúng ta phải động não suy nghĩ để giải đố như thế nào.
Nhưng mà cách suy nghĩ dễ nhất của mình đó là mở cuốn sách này ra. Đó, đơn giản thôi. Cuốn sách này nhìn thấy cũng hàm hố quá ha. Rồi mở ra, lấy điện thoại chụp hình nha. Em thôi quên. Rồi xong. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Nó kêu mình chạy lên đây nè. Ồ, có cái nút ở đây, ok. Bấm vào cái nút ở đây nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ leo lên, mở cái bảng này. Cái bảng mạch ở trong nè. Cục này ở dưới nè, không. Cục này ở trên nè. Cục này ở dưới nè. Ok. Bấm vào đây. Chạy qua. Mà lên. Nhảy vô đây mà lên. Nhảy vô. À. Rồi nó sẽ quăng mình. Nhảy vô, nhảy vô, nhảy vô. Đấy. Rồi mình sẽ lấy cái cây mà mình lụm ở dưới này nè. Thọt vô cái lỗ này. Ok. Đấy. Chúng ta sẽ mở được cái hộp này ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ xoắn cái dây này lại. Không. Rồi vậy là xong rồi đó. Rồi nhảy xuống. Nhảy xuống nha. Chạy qua. Bấm vào cái nút đó một lần nữa. Bấm vào nút đỏ nè. Bấm vô. Chạy qua nữa. Mở lên. Chạy bây giờ. Rồi. Cái này nó sẽ gấp mình. Nhảy vô đây. À. What the hell. Thấy không, chậm á. Lúc nó đưa sang đây nè, các bạn phải lít chuột vào đây nè. Chạy 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 chạy. Nhảy vô, nhảy vô, nhảy vô. Ok. Cố lên, cố lên. Lít chuột vào đây nha. Đó, nó mới quăng mình vô. Oh shit. Lại gặp hai cái tên này rồi. Oh, tên này là tên mới. Nó đang làm cái gì vậy? Hình như nó đang lắp một cái bom thì phải. À, nó ăn hiếp mình hồi nhỏ. Trời ơi, nó lấy tiền của mình. À, chú cảnh sát đi ngang rồi đó ha. Rớt tiền kìa, mấy câu robot cũng xài tiền đó hả. Hai thằng này mày nhớ đấy. What? Oh no, chúng ta đã bị nó bắt rồi. Rồi, đi tù luôn. Oh my god. Ok, thì video này mình xin kết thúc tại đây nha. Nếu các bạn muốn biết số phận của con robot này vào cái tập tiếp theo như thế nào thì các bạn hãy bấm like cũng như là subscribe ủng hộ channel của mình nha. Mình sẽ cố gắng ra thêm cái tập tiếp theo của cuộc hành trình ở thế giới robot này. Ok, chào các bạn.